Phương vào khoảng thời gian chịu nhiều uất ức vì tính ghen tuông của mẹ ruột. Nhã Phương từng có khoảng thời gian bị mẹ ruột mắng chửi, thậm chí là đánh chỉ vì tính ghen tuông. Xinh xắn, nhu mì và luôn diện trang phục kín đáo, ít vướng phải scandal, Nhã Phương luôn được xem là thế hệ ngọc nữ tiếp theo của màn ảnh Việt. Ít ai biết rằng, nữ diễn viên cũng từng trải qua khá nhiều thiếu thốn, thiệt thòi trong quá khứ và có thời gian sống rất nổi loạn. Cụ thể, khi Nhã Phương còn nhỏ, gia đình không hề khá giả, nữ diễn viên không có được những món đồ chơi mà đám trẻ ưa thích. Thậm chí với cô, một đôi dép nhựa cũng là điều phải ước ao. Đáng buồn hơn, Nhã Phương lại vô tình trở thành cơn trút giận cho tính hay ghen của mẹ. Cụ thể, mẹ Nhã Phương rất hay ghen. Mỗi lần ba cô đi đâu về muộn, cô lại bị mẹ mắng chửi, thậm chí là đánh chỉ vì cô có gương mặt giống ba. Đỉnh điểm khi cô bé Nhã Phương đang ngoan ngoãn giặt đồ ngoài sân, mẹ cô chờ mãi nhưng chồng vẫn bật vô âm tín. Bà tức giận tìm Nhã Phương để trút giận. Chậu đồ cô bé vừa giặt xong bị mẹ đổ hết xuống sân, khiến Nhã Phương uất ức tới mức nghĩ tới chuyện tự tử. Rất may ý định quyên sinh bất thành, nhưng ký ức về những trận đòn vô lý từ mẹ hằn sâu trong tâm hồn cô bé. Nhã Phương thừa nhận có một thời gian dài, cô rất hận mẹ. Phải tới sau này khi đã lớn và đủ hiểu những dồn nén của mẹ, Nhã Phương mới lý giải được vì sao mẹ lại làm như vậy và quên đi những cơn đau khổ mà mình phải chịu. Khi chia sẻ về quãng thời gian từng hận mẹ, nhiều khán giả chỉ trích Nhã Phương, cho rằng cô bất hiếu. Song đa phần ý kiến nhận xét rằng đây chỉ là suy nghĩ thời trẻ trâu mà những đứa trẻ thiệt thòi khó tránh khỏi. Không chỉ vậy, fan của Nhã Phương hẳn rất thích thú khi biết rằng thần tượng luôn được xem là mẫu mực về độ nhu mì, ngoan hiền của mình cũng có thời cúp tiết, trốn học đến mức bị cho thôi học. Đến với điện ảnh một cách may mắn và vô tình, nhưng Nhã Phương thực sự có cơ duyên với người diễn xuất và cũng từng được đào tạo một cách bài bản. Cụ thể, thời niên thiếu, cô nàng chỉ muốn trở thành ca sĩ, nhưng khi đi thi lại nộp nhầm đơn vào khoa sân khấu điện ảnh. Đến tận khi vào phòng thi, đối diện với giám khảo và được yêu cầu đọc thơ và diễn kịch, Nhã Phương mới choáng váng nhận ra mình đã đăng ký nhầm. Nhưng vì trót nhầm nên cô nàng làm tới luôn. Diễn xuất chân thực và giản dị, đầy bản năng của Nhã Phương đã chinh phục được giám khảo và cô trở thành một trong số ít sinh viên của khoa diễn năm đó. Tuy nhiên, học chưa được bao lâu thì Nhã Phương bị cuốn vào những vai diễn. Cô chăm chỉ thử sức và thử vận may ở rất nhiều vai diễn với suy nghĩ, cứ có kịch bản, có tiền là nhận thôi. Thậm chí cô sẵn sàng ai gọi phim gì cũng đi, không cần đọc kịch bản cũng nhận. Chính vì mãi mê mưu sinh và thử sức với những bộ phim mới, Nhã Phương không có thời gian để theo học hoàn chỉnh các giờ trên lớp. Thiếu giờ quá nhiều, cô bị trường buộc thôi học. Tuy vậy, sau phim ngắn Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò, tên tuổi và nhan sắc của Nhã Phương vụt sáng trở thành một ngôi sao. Tới thời điểm hiện tại, mặc dù còn nhiều ý kiến trái chiều xung quanh diễn xuất một màu, cứ mặc một biểu cảm, song Nhã Phương vẫn là cái tên đáng chú ý trong dàn diễn viên trẻ của điện ảnh Việt Nam. Nhã Phương tuyên bố muốn có con sau ồn ào chia tay với Trường Giang. Trong một bài phỏng vấn mới đây, khi được hỏi Nhã Phương cảm thấy mình được gì và mất gì khi hoạt động nghệ thuật bao năm nay, Nhã Phương cho biết Phương được nhiều hơn mất. Hồi xưa Nhã Phương khó khăn lắm, mấy chị em lên Sài Gòn sống mà chui rút trong căn nhà bé tẹo, chịu cảnh thiếu thốn đủ thứ đường. Nhưng từ khi Phương nổi tiếng, đóng được nhiều phim, mọi thứ đã khác hẳn. Cuộc sống của gia đình Phương ổn định hơn, chị gái, anh rể, rồi những người thân khác đều có việc làm tốt. Phương gánh vác, lo được cho gia đình và không thấy hối tiếc điều gì. Showbiz cho Phương quá nhiều rồi, Phương còn mong muốn gì hơn? Một đứa con gái như Phương trở thành trụ cột cho gia đình, rồi khiến bố mẹ, anh chị em tự hào, hãnh diện về mình nữa. Đó là một điều thực sự lớn lao. Nói đến sự mất mát, Phương chắc chắn là thời gian và sự riêng tư. Phương đi làm nhiều lắm, hết việc này tới việc kia, Phương cứ chui rút vào công việc, có khi xa nhà cả tháng trời chỉ để quay phim. Phương ham làm việc, muốn tìm thành tựu cho cuộc đời mình, vậy nên Phương không có thời gian chơi bời. Nhã Phương lúc nào cũng khiến cho người đối diện có cảm giác bạn rất yếu đuối và mỏng manh. Nhưng làm sao mà Phương có thể gánh vác hàng tá trọng trách với gia đình như thế? Bạn là siêu nhân ư? Phương không phải là siêu nhân gì hết. Phương chỉ cảm thấy đó là việc mình phải làm với gia đình. Hồi xưa, Phương làm vì kiếm tiền. Phương cứ nhắc nhở bản thân rằng phải kiếm tiền để lo cho mọi người. Đến giờ khi Phương lo được rồi thì gánh nặng cũng nhẹ hơn. Phương không còn phải lo kiếm tiền cho ai nữa. Phương bây giờ làm việc là vì chính bản thân mình. Vậy đó, nên tiền với Phương bây giờ thư thả hơn. Phương có thể dùng tiền làm một bộ phim nghệ thuật để tranh giải ở Cannes mà không màng tới chuyện lấy lại vốn. Vì bỏ tiền làm phim kiểu nghệ thuật kén khán giả là gần như mất trắng rồi. Nhưng do Phương thích nên vẫn cứ làm. Phương giống như kiểu đam mê vậy đó. Phương nghĩ đã đến lúc sống cho chính cuộc đời của mình rồi.
Hồi trước, làm sao mọi người thấy Phương đi chơi quá nhiều được, vì lúc đó Phương mải mê chạy show, đóng phim. Còn bây giờ Phương thư giãn hơn, cho phép mình đi chơi với bạn bè nhiều hơn. Phương vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với những người bạn chơi từ khi mới vào nghề. Mọi người theo dõi qua Facebook có thể thấy hình ảnh vui vẻ của Phương với Trung Quân, Ái Phương và Hoàng Anh mà. Trong phim ngắn trình chiếu ở Cannes vừa rồi, hình ảnh bà bầu của Nhã Phương đã gây xúc động cho nhiều khán giả. Có bao giờ Phương nghĩ tới chuyện sẽ mau chóng kết hôn, mang bầu và sinh con ngoài đời thực chưa? Phương thích trẻ con lắm, Phương cũng muốn có con, nhưng chưa phải bây giờ. Phương chỉ mới 28 tuổi, nói ra thì cũng chưa già lắm, dù đôi khi Phương giật mình vì không ngờ mình tới tuổi này rồi. Phương muốn làm việc và tập trung cho sự nghiệp nhiều hơn. Mục tiêu của Phương là làm sao thể hiện được nhiều dạng vai, tiếp cận được nhiều khán giả, chứ không phải vị trí sao hàng A hay ngôi sao quốc tế, ngôi sao quốc dân gì hết. Phương chỉ mong khán giả nhớ tới và yêu thương mình. Đồng thời, Phương cũng muốn cố gắng hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau để khán giả không chê là một màu, chỉ biết đóng vai hiền lành khóc lóc nữa. Xin cảm ơn Nhã Phương vì đã dành thời gian trò chuyện. Nhã Phương đang phải đối diện nỗi ám ảnh hơn cả chuyện Trường Giang. Sau thành công của loạt phim làm lại từ kịch bản phim nước ngoài như Sắc đẹp ngàn cân, Em là bà nội của anh, Tháng năm rực rỡ, thì điện ảnh Việt đang chuẩn bị thực hiện bộ phim Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt. Bản phim Hàn của Hậu duệ mặt trời chính là bộ phim đình đám nhất, nổi tiếng nhất vài năm gần đây của điện ảnh xứ Kim Chi. Chính vì bản gốc quá nổi tiếng với cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo, nên ngay khi có thông tin Việt Nam thực hiện lại, người hâm mộ rất tò mò xem ai sẽ đủ can đảm nhận những vai diễn trong bộ phim này. Áp lực với diễn viên không hề nhỏ khi cái bóng của hai siêu sao hạng A của Hàn Quốc là quá lớn. Hơn nữa, công chúng cũng luôn đặt nghi vấn về khả năng diễn xuất của diễn viên Việt từ trước đến nay. Trong thông tin mới đây, nữ chính của bộ phim cũng đã lộ diện và nhiều khả năng sẽ là Nhã Phương. Điều này không khiến nhiều người bất ngờ, bởi lẽ trong các dự án phim truyền hình đình đám được hợp tác hay có yếu tố kịch bản nước ngoài, Nhã Phương đang chiếm sóng. Ngay sau khi có thông tin này, nhiều người đã tỏ ra ái ngại vì Nhã Phương xinh đẹp, có sức hút, nhưng cách diễn lại một màu, 10 phim như một. Từ những ngày đầu đóng phim tới bộ phim mới nhất vừa ra mắt, Nhã Phương được cho là không có tiến bộ gì. Những nhận xét quen thuộc được đưa ra trước thông tin Nhã Phương có thể đóng Hậu duệ mặt trời và vài tập phim mới của cô mới phát sóng đều thể hiện sự lo ngại, như nhìn biểu cảm của Nhã Phương là thấy mệt mỏi rồi, 10 phim như một. Xem Nhã Phương đóng thì 10 phim đều biểu cảm và một cách diễn giống nhau khiến nhàm chán và thiếu tính hấp dẫn. Hay mắt thì trợn, môi thì trề, mặt lúc nào cũng chực khóc, sợ Nhã Phương lắm, không ghét chị đâu, nhưng sợ xem phim chị đóng. Rõ ràng, Nhã Phương đang đối diện với khó khăn nhất trong cuộc sống khi làm diễn viên nhưng lại không được công nhận khả năng diễn xuất của mình. Đây thực sự là nỗi ám ảnh với bất cứ diễn viên nào, cũng như những ca sĩ nhưng lại bị nói là không nên cầm mic. Có lẽ hiểu được điều đó nên Nhã Phương rất quyết tâm cho sự tiến bộ của mình. Chẳng thế mà, dù ồn ào của Trường Giang thực sự quá lớn, nhưng Nhã Phương vẫn đặt đó đằng sau công việc. Với cô, lúc này công việc mới là quan trọng nhất. Nhã Phương chắc hẳn còn nhận nhiều phản hồi tiêu cực nữa, nhưng có vượt qua được không và có chứng minh được mình không thì tất cả phải phụ thuộc vào cô. Chia tay Trường Giang, Nhã Phương thú nhận về nguồn gốc trang sức tiền tỷ mà cô diện thế này đây. Phát ngôn mới nhất của Nhã Phương về nguồn gốc của những món trang sức tiền tỷ, trang phục, giày dép hàng hiệu khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Nhã Phương thẳng thắn chia sẻ về lý do kể từ sau lùm xùm tình ái với Trường Giang, cô lột xác táo bạo và gợi cảm hơn. Nữ diễn viên tuổi thanh xuân cho biết, từ trước đến nay, cô là người ít thay đổi vì con đường sự nghiệp đã định hình từ trước. Đến mỗi một giai đoạn, tôi có suy nghĩ khác nhau và cân nhắc về việc thay đổi bản thân. Như ở tuổi 29 bây giờ, tôi thấy những bộ trang phục nhí nhảnh, tuổi teen trước đây không còn phù hợp với mình nữa. Thay vào đó, tôi muốn mình đến với một hình ảnh trưởng thành, sang trọng hơn trong mắt khán giả, Nhã Phương cho biết. Đồng thời, người đẹp bày tỏ, về bản chất cô vẫn là một người trẻ, thích sự trẻ trung, nhưng sau khi suy nghĩ cô đã quyết định thay đổi bản thân. Bên cạnh đó, hiện tại, nữ diễn viên đã có ekip hỗ trợ bài bản hơn từ make-up stylist, đầu tóc nên luôn có sự tư vấn mỗi khi xuất hiện. Nhã Phương khẳng định, đó là lý do chính khiến mọi người thấy tôi khác với trước đây, chứ không ai có thể tác động đến tôi nhiều đến như vậy. Khi có thêm ekip hỗ trợ, gu thời trang của Nhã Phương dường như được nâng cấp hơn với nhiều trang phục cao cấp cho tới phụ kiện nữ trang tiền tỷ. Thế nhưng, nữ diễn viên cho rằng cô chưa đủ khả năng tài chính để mua cho mình những bộ trang sức đắt tiền như vậy. Tất
tất cả là nhờ stylist lo liệu cho tôi hết. Họ tư vấn và đi mượn cho tôi đủ thứ mỗi khi xuất hiện tại sự kiện, từ trang phục cho tới giày dép, phụ kiện. Còn tôi chỉ đưa ra ý kiến của mình về màu sắc hay thêm vào những món tôi thích. Nhiều người nói tôi có trang sức tiền tỷ này kia, chỉ là tin đồn thôi. Tôi có đeo những bộ đó, nhưng đó không phải là của tôi, Nhã Phương nói. Chia sẻ lý do luôn giữ im lặng trước mọi tình huống, trong đó có chuyện tình cảm. Nhã Phương cho biết cô không muốn làm tổn thương bất cứ người nào cả. Tôi lên tiếng để làm gì? Tôi thường tìm cách giải quyết tốt nhất và luôn giữ kim chỉ nam là không làm công việc bị ảnh hưởng. Tôi không muốn mọi người chỉ nhớ đến mình vì những lùm xùm tình ái. Tôi muốn mọi người đón nhận những vai diễn và nỗ lực của mình. Tôi im lặng để tập trung cho công việc. Hiện tại, tôi nỗ lực nhiều hơn, nữ diễn viên nói. Nhã Phương khẳng định, sau mọi câu chuyện, tôi học được nhiều thứ lắm. Mọi chuyện lớn bé ập đến đều cho tôi những bài học có ích. Học bao dung cũng là một cách học. Với mọi chuyện đến với mình, tôi đều đón nhận với tinh thần trong cái tiêu cực sẽ có cái tích cực.